Thưa quý vị, chùa Kim Quang, phường An Bình, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, phối hợp cùng Ban Từ thiện Xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, các Phật tử, mạnh thường quân đã tổ chức phát 100 phần quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương vào sáng nay ngày 22 tháng 7, tức ngày 24 tháng 6 năm Nhâm Dần. Tham dự buổi trao quà có Đại Đức Thích Tuệ Tánh, Chánh Văn phòng Ban Trị sự Trưởng Ban Thông tin Truyền thông Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Đại Đức Thích Tuệ Giải, Trưởng Ban Từ thiện Xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Sư cô Thích Nữ Như Lý, trụ trì chùa Kim Quang cùng nhóm từ thiện Mắt Thương Nhìn Đời, Quý Mạnh Thường Quân tại Mỹ, Úc Châu. Phát biểu tại buổi lễ, Đại Đức Thích Tuệ Giải chia sẻ, trước thềm mùa Du Lan sắp tới thì những hoạt động ý nghĩa này vô cùng quan trọng. Những phần quà gửi đến bà con đây đây giúp đỡ phần nào trong cuộc sống còn nhiều khó khăn. Đại Đức cho biết, tuy cuộc sống chúng ta còn nhiều trở ngại và khó khăn, nhưng mong rằng bà con lúc nào cũng hoan hỷ, vui tươi trên tinh thần người con Phật, từ đó sống cuộc sống lạc quan, tốt đẹp hơn để cải thiện đời sống của mình. Sư cô Thích Nữ Như Lý, trụ trì chùa Kim Quang, cũng đã gửi lời tri ân đến chư tôn đức ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và các mạnh thường quân đã tạo điều kiện đóng góp tịnh tài tịnh vật để chùa trao tặng những phần quà đến tận tay bà con có hoàn cảnh khó khăn. Đại diện Quý Mạnh Thường Quân và nhóm từ thiện Mắt Thương Nhìn Đời cũng đã có đôi dòng chia sẻ đến quý bà con nơi đây. Tại đây, chùa Kim Quang đã trao tặng 100 phần quà, mỗi phần trị giá 300.000 đồng, gồm gạo, mì và các nhu yếu phẩm khác. Tổng chi phí là 30 triệu đồng. Đây là những phần quà ý nghĩa, thể hiện tinh thần từ bi giúp đời của người con Phật, góp phần giúp đỡ người nghèo vơi bớt những khó khăn, động viên và tiếp thêm sức mạnh, giúp mọi người có cuộc sống ấm no, hạnh phúc hơn.